Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khi bộ chính trị phá lệ là lúc tổng trọng đã nguy kịch. Ngày 18 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận, Bộ Chính trị phá lệ thông báo tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, trưa ngày 18 tháng 7, truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt loan thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm được Bộ Chính trị phân công chủ trì công việc của ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Cũng ngày 18 tháng 7, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước công bố quyết định và trao huân chương sao vàng tới ông Nguyễn Phú Trọng. Lễ trao tặng huân chương diễn ra tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhưng không có hình ảnh nào được truyền thông đăng kèm. AFA nhắc lại quyết định số 440 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 22 tháng 5 và quyết định số 1295 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký năm 2020. Theo đó, hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, ban bí thư Trung ương Đảng thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. AFA dẫn nhận định của một bác sĩ ở Hà Nội từng chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo cao cấp nói rằng khi mà họ phải phá lệ, thông báo ra tức là nó có chuyện rồi. Người ta thông báo thế để dân khỏi thấy bất ngờ, chứ thực ra dân biết cả rồi. Trước đây có hai vị lãnh đạo chết lúc còn đương chức là ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn. Bây giờ ông trọng có thể là người thứ ba. Sở dĩ tôi nói vậy, vì bộ chính trị thông báo tình hình sức khỏe ông trọng cùng lúc với tin trao huân chương sao bạn cho ông tại bệnh viện. Thường huân chương này hầu như được trao lúc sắp chết hoặc đã chết vì nó là huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam. Tổng bí thư Lê Duẩn nhận huân chương sao vàng khi đã mất rồi. Vị bác sĩ này nói thêm, ông Trọng là lãnh đạo cao cấp thứ hai, được Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe. Ông Hồ Chí Minh là trường hợp thứ nhất, ông kể. Tôi nhớ cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 1969, chính tôi nghe Đại Hà Nội thông báo cho đồng bào và chiến sĩ cả nước biết tình hình sức khỏe Hồ Chí Minh không tốt và các bác sĩ đang cố gắng chăm sóc sức khỏe cho chủ tịch, thì chỉ vài ngày sau ông ấy chết và đây là hình Tô Lâm đã đạt được một chân vào vị trí tổng bí thư. AFA cho biết tình hình sức khỏe của ông Trọng bị cho là yếu đi từ sau lần đột quỵ ở Kiên Giang vào giữa tháng 4 năm 2019, dù báo chí nhà nước hoàn toàn im lặng. Sau sự kiện đó, ông Trọng nhiều lần vắng mặt tại một số buổi tiếp đón các nguyên thủ quốc tế. Đặc biệt trong tháng 1 năm 2024, ông Trọng không xuất hiện để đón Thủ tướng Lào, Tổng thống Indonesia trong những chuyến thăm tới Việt Nam của hai vị lãnh đạo này. Đến sáng ngày 15 tháng 1, ông Trọng mới xuất hiện tại lễ khai mạc kỳ họp bất thường thứ năm của Quốc hội với tư cách khách mời và lãnh đạo đảng, nhà nước. AFA nhắc lại một hãng tin quốc tế lúc đó dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Trọng phải nhập viện, nhưng báo chí nhà nước vẫn im lặng. Với lần công bố này, AFA dẫn nhận định của nhà báo độc lập Nguyễn Khắc Toàn cho rằng công luận trong và ngoài nước đều quan sát và biết tình hình sức khỏe của ông Trọng rất yếu, đã đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời rồi, cho nên không cần phải bí mật nữa. Ngoài ra, báo nhà nước đưa tin, trao huân chương sao vàng cho ông Trọng, cũng cho thấy họ đang dọn đường cho biến cố lớn. Một là ông Trọng sẽ ra đi theo quy luật sinh lão bệnh tử, hai là ông cưỡng được việc phải trao chức tổng bí thư cho người kế vị là ông Tô Lâm. Hai là không cưỡng được việc phải trao chức tổng bí thư cho người kế vị là ông Tô Lâm. Hiện nay, quyền lực và ảnh hưởng của ông Tô Lâm rất mạnh, mà thường trực ban bí thư Lương Cường không thể vượt qua được. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Khi Bộ Chính trị phá lệ là lúc tổng trọng đã nguy kịch. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tác hại của việc để công an quản lý kinh tế Ngày 16 tháng 7, AFA Tiếng Việt bình luận, Bộ trưởng Công an chỉ đạo kinh tế hai địa phương, Đà Nẵng và Hưng Yên, quan ngại về tác hại. AFA đề cập đến việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định phân công nhiệm vụ quản lý kinh tế đối với tân Bộ trưởng Công an Lương Tâm Quang ở Đà Nẵng và Hưng Yên, làm dấy lên những lo ngại về sự khuynh lót của Bộ Công an khi cựu Bộ trưởng Công an, ông Tô Lâm, vừa lên nắm chức chủ tịch nước. AFA dẫn nhận xét của một cụ công an cho rằng, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính phân công cho Thượng tướng Lương Tâm Quang làm việc với Đà Nẵng và Hưng Yên như vậy, tức họ sẽ mở rộng các quy định cho những địa phương này phát triển và bóp chặt những địa phương khác, khoan cho phát triển. Khi Đà Nẵng và Hưng Yên phát triển theo ý họ rồi, thì họ tha hồ tung hô nhau rằng công an thành công như thế nào trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, để từ đấy lấn qua cả giáo dục, y tế, giao thông, nói chung là một xã hội công an trị. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cho biết việc phân công mới này cũng gây ra thắc mắc về vai trò và nhiệm vụ của các ban ngành trong chính phủ Việt Nam hiện nay, khi chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an theo quy định là bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia. AFA dẫn đánh giá luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, điều đó cho thấy vị thế khuynh loát tuyệt đối của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay. Về phương diện pháp lý, Bộ Công an vẫn chỉ là một trong các bộ, thành viên Bộ Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng, người lãnh đạo cao nhất. Nhưng trong thực tế, Bộ Công an đã hoàn toàn khống chế toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị, bao gồm cả Bộ Chính trị và các ban đảng trung ương. AFA dẫn tiếp nhận định của Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy rằng, sở dĩ có sự lớn mạnh của hệ thống công an trị trong chế độ Cộng sản là do sự thiếu vắng những lãnh đạo có tầm ảnh hưởng ngay bên trong đảng Cộng sản bên cạnh sự lớn mạnh của nền kinh tế và sự trưởng thành và nhận thức của người dân nói chung, một hiện tượng dễ thấy trên chính trường Việt Nam hiện nay đó là sự thống trị của lực lượng công an. Ông chủ tịch nước và ông thủ tướng đều có gốc công an. Vì giới lãnh đạo là công an nên họ dễ dàng nói chuyện và làm việc với giới công an, những người trong lĩnh vực của họ hơn. Kết quả là công an được cất nhắc đảm nhận nhiều vai trò hơn trong xã hội. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Theo AFA, trên thực tế, Bộ Công an cũng tham gia làm kinh tế, cũng giống như Bộ Quốc phòng ở Việt Nam. Một bài báo vào năm 2017 trên tờ Công an Nhân dân cho biết, Bộ Công an vào lúc đó đã có 10 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước hơn 1.200 tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp này, tổng công ty viễn thông toàn cầu được cho là phát triển mạnh mẽ nhất. AFA dẫn nhận định của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng, về Bộ Công an, làm kinh tế không phải là chức năng, nhiệm vụ của họ ăn thua là thế mạnh thực tế chứ không phải là thế mạnh về công quyền tiến sĩ nguyễn huy vũ cho rằng việc bộ công an quản lý kinh tế sẽ gây tác hại cho việt nam ông nói một hậu quả lớn của chế độ công an trị đó là kinh tế sẽ đi vào bế tắc giới công an được đào tạo chỉ để trấn áp và kiểm soát xã hội họ không quen với tư tưởng tự do và thúc đẩy sáng tạo một nền kinh tế sẽ không thể tiến lên nếu nó không có sáng tạo và một xã hội sẽ không thể sáng tạo nếu nó không có tự do hậu quả của việc công an cầm quyền nó sẽ lớn vô cùng và cái tai hại lớn nhất đó là nó sẽ khiến đất nước lỡ một cơ hội vàng để đưa Việt Nam trở thành một nước có thu nhập cao trong vòng 20 năm tới và lúc mà mức dân số vàng của Việt Nam vừa chấm dứt. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tác hại của việc để công an quản lý kinh tế. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.